Trần Anh vừa về tiếp tục một mẫu Kia Morning nè anh em. Em này sản xuất 2018 nè, mẫu xe hatchback số sàn nha, máy 1.25, bạn này là bạn chung nha bà con. Đây bà con là bạn chung nè, bạn chung là 4 máy nha, máy 1.25 chủ nhà kết hợp đã lên mâm thể thao cho em nó nè. 2018 đời khá là cao. Anh em mua mẫu này về chạy Grab rất là ok nha anh em. 4 ở vỏ 70%, nước sơn đẹp, trước sân rim còn. Xe gọi là khá là liền lạc, dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt. Đời càng cao tỷ lệ máy không bao giờ có đụng chạm. Được chưa anh em? Hai cụm đèn mắt cá heo nguyên bản của dòng Kia Morning 2018 nè. 4 ở vỏ mới nè. Gầm bọc đẹp, không có dấu hiệu là bục mọt ở dưới phần gầm nha anh em. Phấn son phần phụ còn 7 màu luôn. Đăng kiểm tháng 7 2024. 2018 là đăng kiểm như là 1 năm rưỡi nha anh em. 1 năm rưỡi. Biểu tượng của Kia 70 Tiên Ninh 17819, xe này ngày xưa có chạy Grab luôn, báo luôn. Chủ nhà có đăng ký chạy Grab. Đó, xe Trần Anh bán ra đó, có sao thì Trần Anh nói thẳng như vậy nha bà con cô bác nha. Tính Trần Anh luôn luôn từ xưa đến giờ vẫn vậy rồi. Mình cứ phải trung thực. Thật thà với khách đi chứ đừng có nói xe gia đình. Cũng có chạy đăng ký chạy Grab thôi. Đời này mà. Bình thường anh chị tapi đẹp nè. Bốn cánh cửa tapi nè. Tapi khá là đẹp, vân gai đẹp lắm. Tay nắm nè, hệ thống gương chỉnh điện nè. Đây anh em. Keo chỉ em này được cái khá là liền, sạch sẽ. Đây là vô lăng nè. Vô lăng nó có hơi bị mờ đây một tí xíu thôi nha, không ảnh hưởng đâu. Ghế chủ nhà bọc lại mới tinh, sạch sẽ nha anh em nha. Máy 1.25 chạy em này đâu đó 5 lít rồi. 2018 nha bà con cô bác. 5 lít trên 100 km. Nội thất option ở trong là phần ghế da chủ nhà bọc lại toàn bộ sạch sẽ cho anh em lắm. Liền nha anh em. Phần tapi nè, vân gai nè, còn mới như thế này. Hệ thống keo chỉ của em nó là nguyên si nha bà con. Anh em trải nghiệm vô phần tiếp tục khoang động cơ máy nè. Vô lăng đi được 110 mấy nghìn nè. Đồng hồ chuẩn 110 mấy nghìn. Đây anh em. Nói chung mấy cái mẫu này mà bây giờ mà đăng ký chạy vô Grab thì nói thật với bà con cũng không có ăn. Không có ăn. Bây giờ người ta chạy Grab là người ta phải đi những cái mẫu xe sedan hay đầu, phân khúc A, phân khúc B đời cao á. Thì hòa may còn có ăn chứ đời này bây giờ chạy Grab không thua đâu. Nè, cụ số theo xe hết nha. Táp lô, táp bi, vân gai nè. Liền lạc sạch sẽ nha cô chú anh chị. Trang bị màn hình, cam dê, cam hành trình full hết rồi. AC máy lạnh cho anh đang kích hoạt nè. Trên đồng hồ nè. Nó được cái đời cao lắm. Giá thành nó cũng hợp lý cho anh em nữa. Được chưa anh em? 28, 185 triệu mẫu này cho anh em. Quá đẹp với một cuộc tình không? Sơn si đẹp. Anh em trải nghiệm vô phần khoang động cơ máy nè. Nói chung sơn si bên ngoài bà con phải làm được đâu. Khi dầm tút thì cũng có đôi chỗ dầm tút như là cản trước nè. Anh chị là cản trước cũng có sơn lại nè. Đó. Là báo thẳng báo chuẩn nha. Đây anh em. Mẫu này anh em thích góp thì anh sẽ hỗ trợ góp cho anh em nha. Hỗ trợ góp cho anh em từ 30 triệu luôn. Cục máy nè, 4 máy nha anh em. Bản này là bản chung. Dòng này nó có 3 bản. Bản đủ nè, bản chung, bản thiếu nè. Bản thiếu thì chỉ có 3 máy, 3 máy thì nó chỉ có 1.0. Đây là máy là bản chung là 1.25. 4 máy nha. Cô chú anh chị xài toàn bộ hệ thống bed full. Và đây là mặt nắp keo của em nó nguyên si nè. Mặt nắp keo là chưa mở nè. Từng những con tán của mặt nắp cò chưa ra luôn anh em nha. Nè anh em, đệm cao su của thân máy chưa mở luôn. Nói chung là ốc tán là còn nguyên si hết. Xe này bên Trường Anh bao là chưa làm máy cho anh em. Không cứng không lỗi cho anh em, được cho anh em. Đó là sạch sẽ nha anh em nha. Đây là ổ ga nè. Đây là ổ ga tự động hết. Đây nhận hệ thống cảm biến bằng bướm ga đây. Nhận chân ga bằng bướm ga nè. Đó. Nguyên si, em này đi đô là trợ lực điện nha. Dòng này sẽ mẫu này sẽ trợ lực điện. Từ những con tán bản lề nó có bô chưa ra nè. Keo chỉ với em này là nguyên bản hết 100% nha anh em. Nó xe liền lạc. Cái này nó chạy qua thời gian nó bị ố do cái hơi nóng. Hơi nóng nó lên nắp capo nó ém. Giống như khói bụi nó ém vào nắp capo á cô chú anh chị. Còn nắp capo là nguyên si hết. Nó đẹp không anh em? Được cái xe liền nha. Không cứng không lỗi nha anh em nha. Liền lạc sạch sẽ. Em này máy số rin nguyên bản hết nha bà con. Máy số là chưa làm nha. Anh em thích mẫu này về đi gia đình thì anh em lấy mẫu này về. 185 triệu mẫu này. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho. Nha cô chú anh chị. Được cho anh em. Dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt hết toàn diện như chiếc xe này. Đây là phần ba ga mui nè, mới tinh. Nhung sơn si đẹp lắm.
Nó về đời cao anh em lấy về anh em chạy gia đình thôi. Ngoài ra không làm gì nữa đâu nha. Xe nội thất ở trong là đẹp, tán nè, tán ở cửa nó còn 7 màu luôn anh chị nè. Liên lạc sạch sẽ. Đây nó có chốc cái lớp keo ra một tí xíu nha, ra báo luôn nè. Quay thẳng báo chuẩn ở trong nách đó. Một chốc một tí xíu không ảnh hưởng đâu. Ở vậy thôi anh em. 185 mua vớt 10 luôn. 175 hợp lý chưa? Đây là cốp nè anh em. Cốp đẹp nè, hệ thống keo chỉ ở trong cốp nó còn nguyên si hết nha bà con cô bác. Đinh bấm hai bên lường đẹp nè. Đây là phần cốp trong này. Vỏ đồ xe cu tất cả các tính năng ok hết nè. Sạch sẽ. Dọn cái cốp đi chứ Vũ. Cái cốp để bẩn rồi. Cho dọn cái cốp đi chứ để cái cốp bụi bặm. Phong dáng đẹp chưa bà con? Không chỗ nào chưa được phải khắc phục cho anh em chứ nhiều khi quay lên phát để thấy cái cốp vậy là không ok rồi. Gầm bọc đẹp không có một mọt nha. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần gầm nè. Đây là phần gầm nè anh em. Gầm bề là không có một tí một mọt ở dưới phần gầm nè. Đó anh em coi gầm 28 đẹp không? Sạch sẽ lắm. Anh em quan tâm mẫu Kia Morning 2018 này thì anh em alo cho Trần Anh Ô Tô. Giá chỉ có 175 triệu cho anh em. 4 vỏ mới đăng kiểm còn dài. Lấy về chạy, dịch vụ, chạy gia đình rất là ok. Đời cao nữa. Đời cao ngất luôn. Được chưa anh em? 2018 mẫu này đăng kiểm như 5 rưỡi 2 năm gì đó. Nhớ mang máng là vậy. Từ cái lót sàn người ta cũng lên lót sàn da hết cho anh em. Nó lót sàn da sạch sẽ. Mẫu đó về. Về là anh em chỉ việc chạy thôi. Còn để cho anh dọn cái cốp cho nó sạch sẽ một xíu nữa là ok nha. Rồi Trần Anh chào anh em nha. Anh em quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh Ô Tô.